Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. 600 triệu nên chọn Honda City RS lướt hay là Toyota Rai mới? Cùng với giá 600 triệu, nhiều người phân vân chọn Honda City RS lướt hay là Toyota Rai mới. Và đây là câu trả lời. Ở thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, trong khoảng giá 600 triệu đồng, người dùng có rất là nhiều lựa chọn các dòng xe SUV, sedan đến MPV. Mỗi dòng xe có một ưu thế cạnh tranh nhất định và định hướng đến những khách hàng riêng biệt. Vậy với 600 triệu này thì Honda City RS hay là Toyota Rai mới là phù hợp với những khách hàng nào tại Việt Nam? Toyota Rai dành cho người thực dụng. Với một chiếc xe dành cho gia đình, Toyota Rai đáp ứng khá là tốt các nhu cầu di chuyển cơ bản hàng ngày. Đặc biệt, mẫu xe ô tô này sở hữu lợi thế khi mà cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá ở khoảng sáng gầm 200mm của một chiếc SUV. Khi chạy Toyota Rai, người dùng có thể dễ dàng leo lên vỉa hè mà không lo ngại như những cái chiếc sedan truyền thống. Đặc biệt, những người gia đình ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh nên cân nhắc một chiếc SUV như Rai khi đường phố ngày càng thường xuyên ngập úng. Ngoài ra thì Toyota Rai có lợi thế hơn Honda City RS nhờ có thêm tính năng an toàn cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang dù đã bị cắt hệ thống ga hành trình thích ứng so với lại thị trường Nhật Bản. Nhưng không thể phủ nhận Toyota Rai vẫn nhiều tính năng an toàn trong tầm giá. Bên cạnh đó, Toyota vẫn luôn là thương hiệu được người Việt yêu thích nên Rai cũng có lợi trước cái cạnh tranh trong tầm giá 600 triệu. Honda City RS đẹp, rộng rãi và lái hay. Một chiếc Honda City RS hiện nay đang được giao bán với mức giá khoảng 600 triệu đồng với số công tơ mét từ 5.000 cho đến 7.000 km đã chạy. Với một chiếc xe hơi, số km lăn bánh như trên được coi là khá ít và mới trải qua lần bảo dưỡng đầu tiên và vẫn gần như là mới. Khi mà đặt cùng một chiếc xe tầm giá 600 triệu ở Việt Nam, có thể nói Honda City RS là cái tên đáng chọn nhất bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Về thiết kế, Honda City RS thế hệ thứ 5 gây ấn tượng mạnh với khách hàng nhờ ngoại hình trẻ trung, thể thao, xe sử dụng hệ thống đèn pha LED, logo RS, giày thể thao và ở mặt ca lăng và đèn hậu LED nổi khối giúp xe tạo sự khác biệt. Nếu để đi tìm một chiếc xe rộng nhất trong phân khúc tầm 600 triệu, Honda City RS chắc chắn đứng đầu. Đặc biệt, không gian hàng ghế thứ hai của xe không đối thủ, có khả năng tối ưu cực tốt như thương hiệu Nhật Bản này. Đồng thời, thiết kế khoang nội thất cũng đầy thu hút với màn hình giải trí mới, cụm đèn điều hòa núm xoay cảm giác sang trọng và vô lăng đề cắc. Honda City sử dụng động cơ 1,5 lít 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 119 mã lực và mô men xoắn là 145 Nm kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Nói về khả năng vận hành, Honda City RS vượt trội hơn hẳn so với Toyota Rai cùng máy 1.0 tăng áp. Honda City có khả năng tăng tốc ấn tượng, người dùng có thể tùy chọn chuyển số S với trải nghiệm cảm giác lái thể thao hơn. Trong khi đó, Toyota Rai dù có động cơ tăng áp nhưng khả năng tăng tốc vẫn khá hạn chế và tiếng máy gào khá là lớn. Nhìn chung, Toyota Rai có lợi thế khi sở hữu khoảng sáng gầm tốt, nhiều tính năng an toàn, trong khi đó Honda City RS là một chiếc xe đáng chọn nhất trong tổng khúc giá 600 triệu đồng nhờ thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi và khả năng vận hành ấn tượng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này.